Ngày 27 tháng 12, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nước này phản đối triển khai lực lượng hải quân chống cướp biển của Liên minh châu Âu EU tham gia Liên minh an ninh do Mỹ dẫn đầu để bảo vệ hoạt động vận tải biển trước các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ. Lực lượng hải quân chống cướp biển của EU mang tên Atalanta được thiết lập vào năm 2008, hiện đang hoạt động tại Ấn Độ Dương với sự tham gia của một tàu hải quân Tây Ban Nha Tây Ban Nha tiếp quản quyền chỉ huy sứ mệnh trên biển của EU từ Anh vào năm 2019, khi London chuẩn bị rời khỏi Liên minh châu Âu. Trụ sở hoạt động của Atalanta cũng được chuyển đến căn cứ hải quân Rota ở miền nam Tây Ban Nha. Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez cho biết lực lượng Atalanta không có những đặc tính cần thiết để tiến hành tuần tra ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi trên biển đỏ. Tuy nhiên, ông Sanchez khẳng định chính phủ Tây Ban Nha sẵn sàng ủng hộ EU thành lập một lực lượng khác nhằm giải quyết vấn đề này. Romania và Bulgaria đã đạt được thỏa thuận với Áo về việc gia nhập vào khu vực miễn thị thực Schengen liên quan đến quyền tự do đi lại bằng đường biển và đường hàng không châu Âu từ tháng 3 năm 2024. Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu thông báo sau 13 năm cuối cùng Romania cũng đạt được thỏa thuận chính trị để có thể gia nhập khối Schengen. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Romania ra tuyên bố nêu rõ thỏa thuận chính trị giữa ba nước liên quan đến việc mở rộng biên giới trên không và trên biển của khối Schengen đối với Romania và Bulgaria từ tháng 3 năm 2024. Việc mở biên giới trên bộ sẽ được thảo luận vào năm tới. Cách đây một năm, Áo đã phủ quyết đơn xin gia nhập Schengen của Rumani và Bulgari. Hồi đầu tháng này, Áo đưa ra ý tưởng về Schengen trên không, đồng thời cho biết viên sẵn sàng nới lỏng các quy định quản lý giao thông hàng không đối với Sofia và Bucharest nếu EU mở rộng biên giới bên ngoài khối này. Khu vực Schengen được thành lập vào năm 1985. Các thành viên hiện nay của khối bao gồm 23 trong tổng số 27 quốc gia thành viên EU, cùng các nước láng giềng là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Hôm nay chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt kế hoạch gia cố nền đất lấn biển ở mũi Henoko để tái bố trí căn cứ quan trọng của lực lượng Mỹ trong tỉnh Okinawa. Bộ quốc phòng Nhật Bản sẽ bắt đầu công tác gia cố nền đất yếu tại vị trí được chọn làm địa điểm để bố trí lại căn cứ không quân Futenma của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, có thể sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 1 năm 2024. Đây là lần đầu tiên chính quyền trung ương Nhật Bản đưa ra quyết định thay cho chính quyền địa phương về kế hoạch này bộ trưởng quốc phòng nhật bản Minoru Kiara nhấn mạnh quyết định là cột mốc quan trọng để di rời toàn bộ căn cứ không quân futenma trong thời gian sớm nhất có thể ông Kiara cho biết chính phủ nhật bản sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền để người dân địa phương hiểu rõ về dự án chính phủ nhật bản có kế hoạch di rời căn cứ không quân futenma từ khu vực đông dân cư ginowan đến khu vực henoko thưa dân hơn trên đảo okinawa trong khi đó người dân địa phương muốn chuyển căn cứ này ra khỏi địa phận của tỉnh Thái Lan là nước lắp ráp và xuất khẩu ô tô lớn nhất khu vực Đông Nam Á với sự góp mặt của các nhà sản xuất Nhật Bản trong nhiều thập niên qua. Song đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của dòng xe điện đến từ Trung Quốc, các nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản mới đây đã dốc vốn đầu tư nhiều hơn nhằm củng cố vị trí thống trị tại thị trường này. Bốn nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản dự kiến sẽ đầu tư tổng cộng 150 tỷ baht, tương đương 4,3 tỷ đô la Mỹ vào lĩnh vực xe điện ở Thái Lan trong vòng 5 năm tới. Các hãng xe nói trên bao gồm Toyota, Honda, Isuzu và Mitsubishi. Chính phủ Thái Lan cho biết, một trong số những doanh nghiệp này sẽ bắt đầu quá trình sản xuất xe bán tải điện trong vòng từ 2 đến 3 năm tới. Ngày 25 tháng 12 vừa qua, ông Chai Wacharok, người phát ngôn của chính phủ Thái Lan cho biết, trong số 150 tỷ baht này, Toyota và Honda mỗi hãng đầu tư 50 tỷ baht, Isuzu cam kết 30 tỷ baht và Mitsubishi Motors 20 tỷ baht. Thủ tướng Thái Lan đã nhấn mạnh rằng các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất xe điện ở Thái Lan. Thông báo được đưa ra sau khi Thủ tướng Thái Lan Thạc Vị Xìn, có cuộc thảo luận với một số nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản nhân chuyến thăm tới nước này trong tháng 12. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Thạc Vị Xìn đã thảo luận về ưu đãi thuế nhằm hỗ trợ các hãng ô tô sản xuất xe điện tại Thái Lan. Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Thạc Vị Xìn, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản trong việc thúc đẩy sản xuất xe điện trong nước. Thái Lan là nước lắp ráp và xuất khẩu ô tô lớn nhất khu vực Đông Nam Á với sự góp mặt của các nhà sản xuất Nhật Bản trong nhiều năm qua. Đông Nam Á và đặc biệt là Thái Lan thực sự quan trọng đối với các hãng xe của Nhật Bản. Họ đã thiết lập chuỗi cung ứng của mình và thống trị thị trường ô tô, nhưng dường như điều này đang thay đổi. Thái Lan đang đặt mục tiêu chuyển đổi khoảng 1 phần 3 sản lượng xe hàng năm sang xe điện vào năm 2030 và đang chuẩn bị các chính sách ưu đãi đầu tư để khuyến khích sản xuất dòng xe này. Đây có thể là lý do khiến cho các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Thái Lan trong thời gian qua. Người tiêu dùng Thái Lan hiện đang được hưởng nhiều ưu đãi trợ giá mua xe điện từ chính phủ. Các báo cáo cho thấy tỷ lệ xe điện trong tổng doanh số bán ô tô trong 3 tháng qua đã vượt quá 10%, và sự thật là ngày càng có nhiều xe điện của Trung Quốc xuất hiện trên đường phố Thái Lan. Lý do là bởi tại Trung Quốc, thị trường xe điện vốn đã phát triển xong phải đối mặt với sự cạnh tranh về giá rất khốc liệt, nên đã xảy ra hiện tượng bán phá giá cũng như thăng lượng hàng xuất khẩu ra thị trường bên ngoài Trung Quốc, và Đông Nam Á đã trở thành khu vực mục tiêu đối với hoạt động kinh doanh của họ. Xe bán tải cỡ lớn không được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản, nhưng Jato Dynamics, hãng nghiên cứu kinh doanh của Anh, báo cáo rằng chúng chiếm khoảng 20% doanh số bán ô tô mới ở khu vực Đông Nam Á trong năm 2022. Tại Thái Lan, tỷ lệ này cao hơn ở mức 47%. Sau đó, nhiều hãng xe Nhật Bản đang lên kế hoạch sản xuất dòng xe bán tải điện để khai thác tối ưu thị trường này và thúc đẩy các thị trường lân cận.